Chào các bạn, bây giờ là 9 giờ sáng thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2022. Khi ảnh các bạn đang được trông thấy sau lưng mình là sân thượng của Tư gia Chu Hoàng Hồng. Thưa các bạn, thời tiết ở Bắc Giang hôm nay các bạn nói trời đầy mây nhưng nhiệt độ bây giờ vẫn chỉ có 19 đến 20 độ. Một nền nhiệt độ thật tuyệt vời để cho những Chu Hoàng Hồng phát triển, đặc biệt là những Chu Hoàng Hồng đang đóng nụ và đâm chồi nảy lộc. Đây là những Chu Hoàng Hồng trồng cắt cành ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch. Hôm nay được đúng 44 ngày. Các bạn nhé, mùng 10 tháng 11 âm lịch, mùng 10 tháng 12 âm lịch và hôm nay là 24 tháng 12 âm lịch, được 44 ngày. Thế chẳng hiện tại những Chu Hồng như này như thế nào? Liệu có nở trúng tiết nguyên đán hay không? Thì ngay bây giờ, Chu Hồng sẽ cho các bạn xem cận cảnh những Chu Hồng hôm nay là còn cách ngày 30 Tết, đúng 5 ngày nữa vì tháng thiếu. Có rất nhiều bạn vẫn nói rằng những Chu Hồng của Chu Hồng không thể nở trúng Tết và không có một thể trạng đẹp để đón xuân. Nhưng trước hôm nay là trước Tết 5 ngày, mình sẽ quay cho các bạn xem những hình ảnh mà Chu Hồng cho là tuyệt vời nhất ở những Chu Hồng chơi Tết. Qua đó các bạn có thể mục sở thị và so sánh với những Chu Hồng nhà các bạn. Và Chu Hồng rất cảm ơn các bạn nếu các bạn dành một chút thời gian comment những bình luận, kể cả những bình luận trái chiều ở những ngành Chu Hồng hiện tại, để Chu Hồng có thêm kinh nghiệm truyền tải tới cho các bạn những kinh nghiệm chăm sóc Chu Hồng và cắt cành, đặc biệt là cắt cành để cho nở chúng vào những ngày có sự kiện được tốt hơn. Xin kính mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem Chu Hồng review cận cảnh những Chu Hồng đằng sau lưng của mình để cho các bạn mục sở thị. Hôm qua thì mình đã quay cho các bạn xem những Chu Hồng ở dưới sân. Hôm nay mình quay cho các bạn xem 20 chậu ở trên tầng. Các bạn nhé, ở trên tầng để các bạn có những hình ảnh trung thực và khách quan nhất để bình luận và đánh giá xem chỉ còn 5 ngày nữa mới tới Tết Nhâm Dần. Những Chu Hồng này liệu có nở trúng Tết và đẹp tuyệt vời hay không? Xin kính mời các bạn hãy theo dõi hướng lên màn hình. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, đây là Chu Hồng mình đang quay cận cảnh mà các bạn vừa non thấy mình quay ở sau lưng mình. Các bạn nhé, sau lưng mình. Đây hình ảnh để các bạn mục sở thị. Có rất nhiều mầm lộc bây giờ cũng mới nhí bằng hạt đỗ. Các bạn này, bằng hạt đỗ các bạn nhé. Đây, các bạn không thấy có những cái nụ bằng hạt đỗ chưa? Nhưng có những nụ cũng đã bắt đầu hé lụa. Các bạn này, cũng có những cái nụ bông đã bắt đầu hé lụa các bạn nhé. Và với những thể trạng như thế này thì chiều 30 Tết, nghĩa là trước lúc đón xuân sang giao thừa, chúng ta có những hình dáng Chu Hồng đẹp nhất đối với Chu Hồng để đón xuân các bạn nhé. Các bạn nào mà phía bên trong kia cũng đang mầm lộc trên tua tủa, nhưng Chu Hồng không vào, không quay vào đấy các bạn nhé, mà mình chỉ dành chút ít thời gian quay cái dãy này để cho các bạn mục sở thị. Đây là cây hoa hồng nhung các bạn nhé, chúng đã bắt đầu hé màu đỏ và rất nhiều bông hoa, nụ hoa đang có dâu các bạn nom ạ. Với chỉ tặng những cây hồng nhung một chu kỳ lập hoa ngắn hơn hoa hồng đào cổ thì những chậu hoa hồng này rất dễ nở mà rất nhanh nở. Nếu thời tiết cứ ấm mà có nắng lên thì thậm chí những bông hoa hồng nhung như thế này đến chiều 30 Tết sẽ nở rực rỡ hết rồi các bạn nhé. Cho nên Chu Hồng vẫn chia sẻ với các bạn ở rất nhiều bài viết, chu kỳ lập hoa của một chậu hoặc một cây hoa hồng nếu không có những sự kiện gì đặc biệt, những điều bất biến, thì vòng để cắt nở hoa trúng Tết 45 ngày vẫn là một lựa chọn tối ưu cho những chậu hoa hồng mà bạn có ý định
cắt hoa hồng chơi Tết. Và đây là những chỗ hoa hồng mình cắt đến ngày 30 là 50 ngày các bạn nhé. Và mình có ý định nó nở vào ngày 25 với tỉa trạng như thế này. Đẹp nhưng mà năm nay không biết lý do gì mà những chỗ hồng này lại bị chậm các bạn ạ. Và hiện tại hôm nay ngày 24 mà thể trạng chúng mới như thế này. Còn theo ý phán đoán của chú hoa hồng khi cắt cành thì khi 40 ngày hoặc 45 ngày thì chỗ hoa hồng này đã bắt đầu bung lụa rực rỡ. Nhưng đây hiện tại nó như thế này các bạn nó mà. Không biết những chỗ hoa hồng nhà các bạn có giống những thể trạng những chỗ hoa hồng của chú hoa hồng hay không. Nhưng của chú hoa hồng hiện tại thì nó như thế này. Thậm chí có những cái nụ bây giờ mới bằng hạt đỗ nhỏ các bạn nhé. Nhưng chỉ một đêm với một nền thời tiết như thế này thì các bạn sẽ thấy nó phát triển như thế nào các bạn ạ. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay. Hôm nay đã là ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Chỉ còn 5 ngày nữa là chúng ta sẽ tiếp cận chiều 30 Tết. Và 30 cũng chưa phải là Tết. Không, chúng ta sẽ không đoán chắc được cái gì sẽ xảy ra trên chỗ hoa hồng mà cách đây ít ngày các bạn đang nom trên màn hình. Những chỗ hoa hồng này chưa có hề mầm lộng nhưng bây giờ chúng đã đóng nụ và có dâu. Trên một thể trạng như thế này chúng sẽ có rất nhiều bông hoa vào chiều 30 Tết. Kính thưa các bạn, nhớ các bạn, đây là một cây hồng nhung cổ các bạn nhé. Và chúng định tạo nó bốn cành này ở dáng hai tầng. Đây là nó sẽ ở một tầng trên cao và một tầng dưới thấp thì chú hồng đang tạo nó. Đây các bạn nói mẹ. Thưa các bạn hãy để ý kỹ xem trong một nền xanh mướt và form lá như thế này thì các bạn hãy để ý kỹ xem có dấu hiệu gì có bệnh tật hay không. Bởi vì thưa các bạn, nếu như các bạn chăm tốt đến đâu chăng nữa nhưng hoa hồng của những bạn có bệnh tật thì những bông hoa hồng của các bạn cũng không thể mạnh khỏe các bạn nhé, không thể mạnh khỏe được. Đồng nghĩa với việc bạn không bao giờ có những chỗ hoa hồng khả dĩ, rực rỡ với những bông hoa to như thế này. Các bạn này, bông hoa này nở được mấy ngày, nhưng đằng sau lưng chúng vẫn cành đó, vẫn có 5 bông hoa nữa đang hé lụa các bạn nhé. Và những cái cành, như chú Hồng chia sẻ các bạn, nếu không có cành mập, cành to, thì các bạn không có những bông hoa to. Và đây là một ví dụ điển hình cho những cái mầm lộc và những bông hoa to các bạn nhé, cho những mầm lộc và những bông hoa to ở thời điểm hiện tại. Đấy. Thưa các bạn, thể trạng như thế này thì đến chiều 30 Tết nó không còn được đẹp nữa, mà thể trạng như thế này phải là chiều 30 Tết để cho các bạn có những cái nhìn chân thực nhất, đánh giá chính xác nhất về một chỗ hoa để đón xuân. Thì thể trạng như cái những hình ảnh các bạn đang non thấy chồng quay ở chỗ hồng này là ngày 30, nếu thể trạng như thế này thì mới là một chậu hoa hồng đẹp để chơi Tết các bạn nhé, đẹp để chơi Tết. Còn nếu hôm nay mới là ngày 24 thì còn 5 ngày nữa thì những chậu hoa hồng như thế này chiều 30 không còn là đẹp để chơi Tết. Tuy rằng đến chiều 30 nó sẽ rất rực rỡ các bạn ạ, tuy rằng chậu hoa hồng này chiều 30 nó sẽ rất rực rỡ nhưng không phải là một chậu hoa hồng đẹp để chơi Tết, mà thể trạng ở thời điểm hiện tại mới là những thể trạng đẹp để chiều 30 chúng ta trưng Tết các bạn nhé. Để các bạn nom, bởi vì Trung Hồng liên tục quay review cho các bạn sự phát triển của những chậu hoa hồng tại tư gia Trung Hồng cũng như ở vườn, để qua nó các bạn có thể so sánh với những chậu hoa hồng của mình, đặc biệt là những bạn đã theo ý kiến của chú Hồng và đã bắt chước những gì chú Hồng chăm sóc trên chính chậu hoa hồng cổ của mình. Qua đó để các bạn so sánh và xem với kỹ năng kỹ thuật chăm bón ấy nó có giống những chậu hoa hồng nhà các bạn hay không. Còn của chú Hồng thì hiện tại những chậu hoa hồng này nó như thế này. Các bạn nom, đây là một cây hồng nhung các bạn nhé. Và bây giờ những bông hoa này chỉ trực chờ nở bất kỳ lúc nào các bạn ạ. Hiện nay chúng có rất nhiều nụ rình nở. Còn những nụ như thế này, như các bạn đang nom trên màn hình, thì chiều 30 là rất đẹp. Thậm chí những cái ngọn non như thế này, nhưng chiều 30 cũng có những cái mầm nụ hoàn là rất đẹp đó các bạn.
các bạn, hình ảnh của những chậu hoa hồng này mình cắt sớm hơn 7 ngày, à 5 ngày. Nghĩa là mình cắt ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch, thì hôm nay là ngày 24. Thì nếu như những chậu hoa này thì chiều 30 Tết thể trạng như thế này mới là những chậu hoa hồng đẹp. Nếu chiều 30 Tết, các bạn nắm thật kỹ thể trạng chậu hoa hồng nhé. Nếu chiều 30 Tết, bạn có những chậu hoa hồng mầm lộc như thế này, nụ như thế này, phải vươn ngọn vươn dưới tay thì mới là những chậu hoa hồng đẹp. Nhưng những chậu hoa hồng này đến 30 Tết không còn đẹp như chậu hồng Thuyết Minh nữa, mà chúng đã nở rực rỡ rồi các bạn nhé, với một nền thời tiết như thế này. Và đây là những chậu hoa hồng cũng là ở bên cạnh, và cách đây 5-10 ngày chúng chưa hề có biểu hiện gì, mà bây giờ chúng lại vẫn đã như thế này rồi các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không ạ? Cho nên không có gì không thể xảy ra. 30 chưa phải là Tết các bạn ạ. 30 chưa phải là Tết. Và những cái mầm lộc như các bạn đang được nom thấy đây, chỉ 5 ngày nữa thôi các bạn sẽ nom thấy chúng vươn ra những cái mầm nụ như thế nào các bạn nhé. Mầm nụ như thế nào các bạn ạ? Đây là những chậu hoa hồng đào cổ mà cách đây 5 đến 10 ngày chúng chưa hề gì các bạn ạ. Mình đã quay cho các bạn xem các bạn biết đây. Đây, những cây hoa hồng nhung cổ bây giờ mới đang nhí nhọn. Và thưa các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng Chạp. Ngày 30 mình sẽ quay cho các bạn xem những cái mầm nụ này nó sẽ ra bao nhiêu cái nụ ở cây hoa hồng như thế này, và có xứng đáng để đón mùa xuân mới hay không. Thưa các bạn, các bạn nói chắc cách đây ít ngày, 5-7 ngày nó chưa hề, tuy rằng mình cùng cắt cành một ngày các bạn nhé, còn những đây đã số một cành đã bung lộ các bạn. Với một thể trạng như thế này thì 5 ngày nữa là những chậu hoa hồng này nở rực rỡ các bạn, nở rực rỡ chứ không còn trúng chím nữa. Và kế bên cũng là một chậu hoa hồng đào mà một phía Chu Hồng đã chia sẻ với các bạn ở mấy bài viết là tại sao cùng cắt cành mà chúng lại không hề nảy mầm, còn bây giờ thì thể trạng chúng như thế này. 5 ngày nữa mình sẽ quay những chậu hoa hồng này cho các bạn xem là thể trạng 5 ngày nữa chúng sẽ như thế nào các bạn nhé. Còn cây hoa, đây là một cây hoa hồng nhung cổ, cũng cách đây ít ngày chưa có hiện tượng gì mà bây giờ chúng vươn lên như thế này. Vì sao các bạn không? Vì thời tiết đã ủng hộ những chậu hoa hồng của Trung Hồng mà các bạn đang được nom thấy trên màn hình này. Các bạn, chúng đang vươn lên rất mạnh mẽ với một thân thể rất khỏe mạnh các bạn ạ. Không hề có bệnh tật các bạn nhớ, không hề có bệnh tật các bạn ạ. Đây là những chậu hoa hồng cắt cành ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch mà Chu Hồng chia sẻ ở rất nhiều bài viết trước, mà cứ băn khoăn mãi là tại sao những chậu hoa hồng này không hề nảy mầm. 25 ngày chúng chưa hề nhí mầm mà bây giờ sau 3 tuần nữa thì nó đã như thế này. 25 đến 30 ngày hôm Chu Hồng quay các bạn biết rồi, phải không? Còn hôm nay ngày 24 tháng Chạp âm lịch thì chúng đã được một thể trạng như thế này. Và 5 ngày nữa các bạn ạ, những chậu hoa hồng này sẽ không thể đẹp hơn để đón Tết âm lịch các bạn ạ. Các bạn nó mầm lộc ạ. Cho nên để có một chậu hoa hồng khỏe mạnh, đẹp để nở những chậu hoa bình thường đã là một việc rất khó. Các bạn lưu ý là hoa hồng nội nhé. Bởi vì chậu hoa hồng đang trồng những chậu hoa hồng nội trong chậu và trên một không gian vô cùng khắc nghiệt nhiệt về mùa hè. Vô cùng khắc nghiệt về mùa hè các bạn ạ. Mà bây giờ thì những thể trạng chậu hoa hồng đã được như thế này, cho nên chăm sóc hoa hồng đã khó, nhưng cắt cành để nở chúng một sự kiện nào đó thì lại là một thách thức không hề nhỏ, không hề nhỏ đối với chậu hoa hồng. Các bạn hãy xem lại những video của Chu Hồng quay những chậu hoa hồng này cách đây khoảng độ hơn một tuần và đến bây giờ thì các bạn xem thể trạng của chúng như thế này các bạn ạ. Rất nhiều nụ các bạn ạ, rất nhiều nụ và bông hoa. Thưa các bạn, ở những chậu hoa hồng và giống đặc biệt giống của hoa hồng Trung Hồng, tất cả những cái nụ này đều có hoa
đều có hoa ở mùa hoa chính. Các bạn ạ, đã có đôi lần Châu Hồng thách thức các bạn. Nếu các bạn tìm thấy trên chậu hoa hồng này có một cái mầm điếc thì Châu Hồng sẽ biếu không các bạn 3 chậu hoa hồng các bạn nhé. Và hiện tại chúng đang ở trong mùa hoa chính vụ, và ít ngày nữa Châu Hồng sẽ quay cho các bạn xem những chậu hoa hồng như thế này, xem năm nay chúng có 100 cái nụ, 100 cái ngọn thì có 100 bông hoa hay không, thưa các bạn. Đây, thưa các bạn. Thưa các bạn, còn một ít thời gian nữa thì Châu Hồng sẽ ra quay cho các bạn xem mấy chậu hoa hồng phía trước ban công của mình, cũng là trên tầng 2 các bạn nhé. Phía trước ban công của mình cũng là trên tầng 2. Theo Châu Hồng nghĩ rằng đó cũng là chậu hoa hồng không thể tốt hơn về thể trạng chào đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần các bạn nhé. Xin kính mời các bạn. Thưa các bạn, đây là mình đang đứng trên ban công của tư gia Châu Hồng. Đây là cây hồng đào cổ đang đóng nụ các bạn nọ mà, đang đóng nụ các bạn nọ mà. Đây là chậu hoa hồng mình mới đánh lên chậu ở thùng xốp năm nay, và mình mới đánh ở vườn về. Cây hoa hồng này cũng ở dạng 5 tuổi các bạn nhé, 4-5 tuổi, và bây giờ theo danh tự của chăm sóc nông nghiệp thì chúng cũng mới bén chân với các bạn, mới bén chân với các bạn nhé. Và mầm lộc bây giờ thì chúng có đang ra như thế này. Và với một thể trạng như thế này thì Tết sẽ có những bông hoa rất đẹp các bạn nhé. Tết năm nay mình sẽ quay cho các bạn xem những bông hoa hồng này nở rực rỡ. Những bông hoa như thế này sẽ nở rực rỡ vào những ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết các bạn nhé. Rực rỡ vào những ngày mùng 1, mùng 3 Tết. Cái góc này là mình rất ít khi quay để cho các bạn xem, bởi vì nó phải đi vòng qua phòng ngủ và mới ra đến được cái khu này. Các bạn đang dưới chân là khu. Và bên cạnh là một cây hoa hồng cổ Sapa cũng đang đóng nụ. Các bạn đang đóng nụ và vườn rất dài các bạn nọ. Chú hồng cũng mới đánh lên trồng ở một cái thùng xốp rất to các bạn ạ. Thùng xốp, trồng hoa hồng trong thùng xốp là rất ưu điểm, bởi vì ở mùa hè nó rất mát các bạn nhé, rất mát. Và thời tiết ở miền Bắc Việt Nam thì mùa hè ở trên ban công sân thượng nắng này có khi lên đến 40 đến 50 độ các bạn nhé. Và hiện trạng hôm nay ngày 24 tháng Chạp thì những chậu hoa hồng của Châu Hồng ở trên tầng cao hiện tại nó như thế này. Không biết khi nhìn những hình dạng như thế này, thế trạng thì các bạn có đánh giá như thế nào về những chậu hoa hồng của Châu Hồng mà một số bạn đã comment ở rất nhiều bài viết hoặc những buổi livestream cụ thể là Châu Hồng chỉ chơi những chậu hoa hồng này vào ngày rằm tháng giêng. Và cất cánh bây giờ, hôm nay mới cắt cách Tết 5 ngày nữa và thể trạng chúng đã như thế này. Không biết rằng các bạn có ý định rút lại những lời bình luận của mình hay không, nhưng sau khi xem những hình ảnh này, chúng muốn các bạn hãy comment dưới bài viết này và cho một lời bình luận đánh giá trung thực và khách quan nhất cho những chậu hoa hồng này các bạn nhé. Một thể trạng hoa hồng hôm nay là ngày 24 tháng Chạp âm lịch. Các bạn, một chậu hoa hồng đẹp và khỏe mạnh bao giờ cũng có bộ lá mở như thế này các bạn nhé. Cho nên thể trạng, non thể trạng mà biết sức khỏe của cây hoa hồng. Và bây giờ mình sẽ sang phía bên kia, nơi có cây hoa hồng cổ đẹp nhất tại tư gia nhà mình, để cho các bạn xem thể trạng của chúng. Mình đã bắt đầu đứng bên cạnh bên này. Ban nãy thì mình vừa đứng ở cái cạnh bên này các bạn ạ. Đây, cái kẽ như thế này các bạn nói mà. Với một thế quay phim là rất khó các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn đây là cây hoa hồng bên này, mà rất nhiều bài viết mình đã quay chỗ đẹp nhất, khỏe khoắn nhất của Châu Hồng. Còn thời điểm hiện tại thì chúng như thế này các bạn nhé. Với một nền cánh mở và bông hoa như thế này thì những bông hoa các bạn đang được nôm cái nụ trên này là rất to các bạn nhé. Và Châu Hồng xin mời các bạn hãy để ý xem có bất kỳ cái ngọn nào ở những chậu hoa hồng này không có nụ hay không các bạn ạ. Châu Hồng cũng không nghĩ rằng nó có 99% đến 100 cái nụ, nhưng 99% cái ngọn này có cái nụ ở giữa là gần như chính xác. Và đến tới thời điểm hiện tại, năm ngoái thì Châu Hồng thách thức các bạn, nhưng năm nay thì đến thời điểm hiện tại mình cũng chưa tìm thấy ở những chậu hoa hồng
của trung hồng này, những cái mầm ngọn nào ra mà không có cái nụ đóng ở trên đầu các bạn nhé, không có cái nụ đóng ở trên đầu. Đây các bạn, mình quay phía trong, đây là cái phía ở trong phòng làm việc của mình nhìn ra mà nó không hề có nắng các bạn ạ, nó khuất cho nên nó bị mình các bạn ơi, nó vươn hết ra đằng trước các bạn nhìn thấy không ạ? Bởi vì cái vế này là phòng làm việc của mình ở ngay đây các bạn. Các bạn nhìn thấy phòng làm việc của mình không ạ? Đây cái phòng làm việc của mình ở ngay đây. Các bạn nhìn phòng làm việc của mình ngay đây và quay ra cái không gian như thế này. Và ra mở cửa ra là thấy cái chỗ hồng như thế này. Cho nên là nếu khi ban sáng mình mở cửa thì cái hướng này sẽ nắng vào toàn bộ căn phòng này các bạn nhé. Ở đây là cái hướng không có nắng nhưng chúng vẫn vươn ra cái hướng có nắng đấy các bạn. Thưa các bạn, đây là cái hoa hồng đẹp nhất của trung hồng mà nó là đào cổ các bạn nhé. Và hiện trạng hôm nay thì thể trạng nó như thế này. Các bạn ạ, các bạn hãy để ý giúp trung hoa hồng xem trên những thân cành hoa hồng này có một cái mầm ngọn nào không có cái nụ đóng ở bên trên đỉnh hay không các bạn nhé. Đây mình quay cận cảnh để cho các bạn nom thể trạng. Hôm nay còn cách 5 ngày nữa mới tới Tết Nguyên Đán. 5 ngày nữa mới tới Tết Nguyên Đán thì những chậu hoa hồng, những bông hoa hồng này nó sẽ phát triển như thế nào, chắc chắn các bạn đã hình dung được. Còn bên đây là một cây hoa hồng Sapa thì ở hiện tại nó đang là thể trạng đẹp nhất. Ở thời điểm hiện tại rất nhiều mầm, rất nhiều nụ đã đang hé lụa các bạn nhé. Và một số bông đã bắt đầu đang nở các bạn không? Rất nhiều nụ phải không các bạn? Rất nhiều nụ các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem. Rất nhiều nụ các bạn. Đây là một cây hoa cổ mà mình cũng mới trồng lên. Đây mình vẫn gốc các bạn này. Cây hoa cổ Sapa này to thế này nhưng mới được tầm cỡ 2 năm rưỡi thôi các bạn nhé. Hơn 2 năm thì một gốc to này. Chứng tỏ rằng cổ Sapa nó rất nhanh lớn các bạn ạ. Nó không giống những chậu hoa hồng đào cổ đâu các bạn nhé. Đây là mình nghiêng nghiêng quay máy rất khó các bạn ạ. Đứng ở khiếu góc này rất khó. Còn đây là cây hồng xiêm của nhà mình. Xúc sai xúc xíu đây các bạn ạ. Không biết những thể trạng như thế này có đem tới cho các bạn một cảm xúc gì không? Còn đối với trung hoa hồng thì Tết năm nay là một mùa xuân có rất nhiều hoa, có rất nhiều hoa chúng chín và đang nở các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem. Đây là cây hoa hồng của Sapa các bạn nhé. Đây là không gian, cái lối vào, cái đường nhựa ở trước chân nhà mình đấy các bạn ạ. Đây là một phố ngõ nhưng mà cái mặt đường nhựa của nhà mình đây là trên 20 mét các bạn nhé. Mặt đường này là trên 20 mét. Đây các bạn này. Đây là cây hồng xiêm. Và nó còn xa tít tắp mãi đằng khu cái sân thượng ở kia. Các bạn nhìn thấy cái sân thượng bên này mình quay phát ra loan tiếng ạ. Cho nên là đất của nhà mình là mặt đường 27 mét các bạn nhé. Xuyết 27 mét nếu chính xác. Các bạn ạ. Đây là cây hồng ở cái ban công nhà mình. Mình cũng đang quay ban công của chúng cũng đang lên nụ bỏ hoa rực rỡ. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh mà trung hồng đang quay review cho các bạn tại thành phố Bắc Giang, Tư Gia Trung Hồng. Trời đầy mây, nhiệt độ tầm cỡ 19 đến tới 20 độ, trời không mưa, rất đẹp. Đặc biệt là một thời tiết, một nền thời tiết giống mùa xuân nếu chúng ta chỉ cần có vài hạt mưa phùn. Và hình ảnh các bạn đang được nom thấy là trung hồng đang review cận cảnh trực tuyến để các bạn có những hình ảnh trực quan nhất, tham khảo và đánh giá nhận xét những chậu hoa hồng này. Còn 5 ngày nữa chúng chơi Tết Nhâm Dần có đẹp hay không. Trung hồng rất cảm ơn nếu các bạn dành một chút thời gian comment bình luận dưới bài viết này đánh giá về những chậu hoa của trung hồng. Một lần nữa trung hồng xin kính chào và hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.